Xin chào các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng nhau nhận định thị trường trong phiên giao dịch hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 9 năm 2021. phim à, phiên hôm nay thì chúng ta thấy rằng nhóm cổ phiếu của ngân hàng gây áp lực tới cái chỉ số dẫn đến là thị trường vẫn đóng cửa đỏ điểm. Thì như vậy là hai phiên đầu tuần phiên hôm qua và phiên hôm nay thì thị trường đều giảm. Cái mức giảm thì nó không lớn, tuy nhiên thì chúng ta thấy là tức là cái điểm số của chỉ số thì nó không 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 có quá lớn đúng không cái tỷ lệ phần trăm giảm nó không quá lớn tuy nhiên là rất nhiều cổ phiếu có cái mức giảm nó cao hơn đặc biệt là nếu ai đang cầm nhóm cổ phiếu ngân hàng hoặc là một số các cổ phiếu của nhóm trụ đúng không ạ trong khi ngược lại thì chúng ta để ý là nhóm cổ phiếu penny nó cũng đang hút tiền nó đang hút tiền và nó kéo tăng trần hàng loạt hôm nay chúng ta thống kê là có hơn gần 140 mã cổ phiếu tăng trần trên cả ba sàn thì đây là một cái cái khối lượng cổ phiếu tăng tương đối lớn đúng không? Nếu xét về những cái nhóm cổ phiếu tăng điểm tức là số lượng cổ phiếu tăng điểm thì cái tỷ lệ tăng trần của nó lại khá lớn. Tỷ lệ tăng trần so với cổ phiếu tăng điểm nó lại khá lớn. Đúng không Thì nó lại cũng ngược lại với câu chuyện là uh, trong một vài phiên uh, khoảng của tuần trước thì tính từ tuần trước uh, tuần trước là cái tuần sau nghỉ lễ đúng không? Và cái tuần trước lễ trước nghỉ lễ 29 ấy thì chúng ta thấy rằng nhóm cổ phiếu trụ nó vẫn không hút tiền đúng không? Nhưng dòng tiền nó lại tập trung vào một số các cổ phiếu thuộc nhóm cap À, thuộc nhóm điện nhóm thủy sản này kia nhưng mà đến đến thời điểm hiện tại thì gần như là nhóm trụ nhóm trụ lớn luôn và nhóm nhóm ít thì nó cũng không còn mica bạn không còn hút tiền nữa mà như phiên ngày hôm nay thì tiền nó chuyển hết sang nhóm nhóm penny rồi à, và tất nhiên là cái thanh khoản của thị trường vẫn lớn ở đây ở cái chiều bán ra đối với những cái cổ phiếu thuộc nhóm trụ một vài các cái trụ lớn thì vẫn còn được neo giữ để mà giữ chỉ số thôi đúng không ạ nó còn lại là vẫn vẫn đang bị bán và dòng tiền nó giao dịch tích cực ở nhóm Benny thì nó cũng phát đi những cái tín hiệu nó cũng không mấy tích cực thực sự là như vậy cũng có nhiều nhóm cổ phiếu uh, trần mà đôi khi tôi nói thật sự là chúng ta không không thể phân tích được đúng không ạ mấy ngày hôm nay mình ít làm video clip một phần là cũng không biết phân tích kiểu gì thật sự nhiều bạn nhắn tin bảo sao em thấy cổ phiếu đấy thì thấy lỗ trọng cờ lên mà sao cổ phiếu cứ tăng trần Đấy, còn có những con thì báo chia cổ tức rất là cao rồi lợi nhuận khủng luôn giá vẫn cứ giảm thì tại sao thì tôi cũng chẳng biết tại sao luôn nói thật sự tôi không biết tại sao cho nên bây giờ là, là phân tích kỹ thuật cũng tèo luôn phân tích cơ bản cũng toi luôn đúng không khi mà cái tâm lý đầu cơ nó lên quá mức rồi tâm lý đầu cơ quá mức mà chẳng biết tiền nó chạy đi đường nào và nó đánh kiểu gì cho nên là chúng ta bây giờ chúng ta tham gia vào với thị trường trong những thời điểm như thế này thì à, cái việc mà đánh trúng chúng cổ phiếu trúng nhóm ngành thì có thể là chúng ta cũng có lãi À, có lãi và thậm chí lãi lớn à, nhưng mà chúng ta đánh sai hoặc là chúng ta chạy chậm thôi thì cũng có thể là chúng ta sẽ bị kẹp hàng rất là lâu à, nói thật sự là như vậy cho nên là nếu mà phương án an toàn ví dụ cá như cá nhân tôi chẳng hạn bây giờ là gần như là không có cổ phiếu nào trong tài khoản chắc chắn rồi đúng không ạ rất đánh an toàn thì nó phương án như vậy dù dài hạn hay ngắn hạn với vùng này cao hay thấp nói định giá cao hay định giá thấp rồi cái việc mà đánh break về đỉnh hay là à, nói về lâu về dài thì nó vẫn có thể lên một nghìn rưỡi một nghìn tám vân vân hai nghìn thậm chí là nhiều hơn nữa thì chắc chắn là về lâu về dài vẫn lên ai cũng biết câu chuyện đó à, nhưng mà vùng như thế bây giờ mà bỏ nhảy vào thì chắc chắn là là rất là áp lực và chúng ta khó khó cho chúng ta có một cái điểm vào đặc biệt là tất cả các nhóm ngành rồi liên quan đến câu chuyện của nền kinh tế vĩ mô nữa thì đó là chúng ta rất là khó và thậm chí không phân tích được thì thôi tốt nhất đứng ngoài đúng không ạ thì không phân tích được tội gì cứ phải lao vào à, còn đánh nhỏ nhỏ thì gọi là nhảy vô đầu cơ lướt lát con này con kia thì cá nhân tôi cũng không thích kiểu đấy đúng không? đánh đôi khi nhiều khi đánh vậy hư người thật sự là như vậy Đấy, thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm một số ý nữa thôi mấy hôm nay tôi cũng bận để hoàn thiện thêm một số các hai cái video clip trong cái cái, cái 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 chương trình đào tạo của tôi cho nên là cũng sẽ sẽ hạn chế làm clip trên này một phần là không phân tích được đây một phần là để sắp xếp thời gian để hoàn thiện thêm những cái video trong cái 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 giáo trình đào tạo của mình cho nó hoàn thiện thêm hai cái clip nữa cho nó đầy đủ để, để đưa vào trong nhóm cho mọi người đã đã tham gia khóa học có mọi người học thêm cho nó đầy đủ đi sau này học xong hết rồi mọi thứ rồi thì chờ thị trường điều chỉnh cho mọi thứ ổn định là chúng ta bắt đầu vào chúng ta lại chiến đấu tiếp chứ có gì đâu đúng không ạ chờ đợi kiên nhẫn thế thôi chứ cũng không phải cứ lao vào như thế này đôi khi được thì được cũng có thể là được đấy mà được ít mà cái rủi ro thì nó lớn hơn rất là nhiều chia sẻ thêm như vậy tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư chúng ta quay trở lại với thị trường thì ở đây chúng ta nhìn vào cái 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 mã các cái cổ phiếu mà tác động đến thị trường ở chiều tăng và chiều giảm thì chúng ta thấy rõ ràng là cái áp lực đến từ nhóm ngân hàng đang cực kỳ lớn đúng không cực kỳ lớn cụ thể ở đây là nhóm ngân hàng trong rổ mà đóng góp điểm số giảm 10 mã đóng góp điểm số giảm nhiều nhất thì chúng ta thấy là CTG, VP Bank, BIDV, Techcom, MB, ACB, VIP Bank. Thế thì như vậy là chúng ta thấy là có tới 7 mã thuộc nhóm ngân hàng rồi. Thế thì còn gì mà nói nữa, đúng không ạ? À, ngoài ra thì có Hòa Phát, có Việt Z và có Pau nữa. Pau thì hình như mới ra tin chia cổ tức, cuối giờ ra tin chia cổ tức hình như 200 đồng. Trước đấy hình như thông tin là chia 300 nhưng bây giờ giảm xuống còn 200 do là dịch bệnh khó khăn mọi thứ đúng không ạ? À. Việt Z thì mấy hôm trước cũng tăng ầm ầm. Đấy. À sau thông tin là có khả năng mở lại đường bay nội địa vân vân thì lại tăng nhưng mà bây giờ lại quay đầu giảm ngược lại với nó thì HVN HVN câu chuyện là vẫn đang lỗ đúng không ạ âm vốn chủ luôn nhưng mà vẫn cứ tăng đây cũng là một cái câu chuyện mà nhiều bạn thắc mắc là tại sao nó âm mà nó vẫn cứ tăng trần này đúng không ạ còn nhiều nữa trên thị trường còn nhiều với câu chuyện mà chúng ta nhìn đây và thêm nữa là chúng ta nhìn vào các cái cổ phiếu mà đóng góp vào thanh khoản lớn nhất thị trường ba mã mà có thanh khoản lớn nhất thị trường thì lại là ba mã mang tính đầu cơ rất cao đúng không ạ giá thì rất thấp mà đầu cơ rất cao đó ngoài ra có hòa phát và Pau mà trong khi hòa phát và Pau lại đóng góp vào điểm số giảm vào đây đúng không rồi sau hòa phát và Pau thì lại một loạt các cái mã đầu cơ khác thêm ba mã đầu cơ khác nữa đó rồi lại tới stb xong rồi lại tới đầu cơ đấy như vậy là chúng ta nhìn nhìn vào trong cái nhóm mà 20 cổ phiếu mà có thanh khoản lớn nhất thì đa phần là là những là màu tím mà thuộc vào nhóm đầu cơ cao đúng không ạ đó, nhóm đầu cơ cao còn xét về độ rộng của thị trường thì chúng ta thấy là thị trường nó thiên về cái chiều giảm điểm nhiều hơn Đúng không? Thế là chỉ có 7 nhóm ngành tăng điểm thôi, không 12 nhóm ngành giảm điểm. 12 nhóm ngành đặc biệt là những nhóm ngành khá lớn Nhóm ngành mà chiếm cái trọng số khá lớn thì nó cũng giảm điểm tất cả các chỉ số trong thị trường. Về thân thông số các chỉ số đều đỏ hết, đều giảm hết. VN Index, VN30, VN xe VN HNX, Up Index thì đều giảm hết. Đó và đóng góp vào chiều tăng thì chúng ta thấy là trong hai phiên gần đây hai phiên đầu tuần đúng không thì chỉ số thì giảm nhưng mà chúng ta chú ý là gì Masan, SAB và HVN. HVN hai ngày trần liên tiếp. Sáp thì hôm qua trần, hôm nay không trần nhưng mà vẫn đóng góp vào điểm số tăng. Thì đâu đó câu chuyện bảo là mở cửa trở lại rồi các dịch vụ mở cửa trở lại nhưng mà chưa thấy gì đâu, chúng ta chưa thấy rõ ràng đâu nhưng mà nó vẫn cứ tăng. Câu chuyện con này tăng thì nó là một vấn đề khá là khác đúng không? Thế nhịp trước mình cũng có nói rồi, ông này quay trở lại VN30 là chắc chắn là sẽ có nhiều biến động trong những cái kỳ đáo hạn phái sinh, chắc chắn là biến động cực kỳ lớn liên quan đến mã này. Đúng không? đó mà thì không nói rồi mà thì nó vẫn đang có câu chuyện của nó đúng không bia này chúng ta thấy này. cửa thì chưa thấy mở đâu nhưng mà thấy hai ông nhật ông thần bia mà đóng góp vào điểm số tăng đó rồi hvn đang lỗ bay chưa thấy biết bay được hay không vre hay vincom chưa biết có mở cửa được hay không trung tâm thương mại đấy đúng không cũng cả giật cả giật không biết đường nào mà lần nói chung là như vậy nói chung là khúc này thì thôi rồi thánh mới phân tích được thôi tôi thì tôi chia sẻ thế thôi chứ nói nhận định và phân tích khúc này là nó từ lừa hết khó lắm đúng không ạ? Và đặc biệt là chúng ta nhìn cái diễn biến của thị trường đó. Hai phiên gần đây, tôi chỉ đánh giá phiên hôm qua và phiên hôm nay thôi là nó có diễn biến y như nhau. Y như nhau bởi gì? Bởi buổi sáng thì vẫn rất là tích cực. Đúng không ạ? Nó nó vẫn tạo cho chúng ta một cái cảm giác thật sự đừng đừng có nghĩ là tôi tiêu cực hay là góc độ gì. Nhưng mà tôi vẫn có cảm giác là nó vẫn đang gọi là giống như chúng ta gọi là câu nhấp nhử đúng không ạ? Nhấp nhử thôi nhớ tức là nếu nếu mà nhiều bạn nhìn vào cái diễn biến của thị trường như thế này thì chúng ta thấy rất rõ một câu chuyện là nếu chúng ta bán buổi sáng buổi chiều chúng ta mua lại được giá tốt hơn đúng không ạ tức là nó sẽ khuyến khích chúng ta đảo hàng trong phiên đúng không đấy thì thường thường nó là như vậy à, phiên ngày hôm qua cũng vậy phiên thậm chí phiên ngày thứ sáu tuần trước các bạn chúng ta cứ để ý buổi sáng nhìn vào đồ thị chúng ta nhìn vào cây nến của thị trường của chỉ số chúng ta cũng thấy vậy và nhìn vào từng mã cổ phiếu chúng ta cũng thấy câu chuyện đó đúng không đôi khi là nó tăng giảm trong phiên cũng khá là nhanh đó mà cái mức tranh lệch diễn biến của cổ phiếu nhá, của chỉ số thì đây chúng ta không nói nhưng mà của cổ phiếu cũng vậy. À, đầu phiên thì có khi đỏ quạch nhưng mà đến cuối phiên thì lại xanh. Ngược lại có những con đầu phiên thì xanh bát ngát nhưng mà cuối phiên lại giảm rất sâu. Thế Thì cái câu chuyện là nó cứ khuyến khích chúng ta là ở đâu đó đầu phiên kéo lên này, tụi mày bán đi. Đến chiều tụi mày mua lại, giá thấp hơn. Đó, thì nó nó vẫn đang có một cái gì đó. Tôi tôi nhìn thì tôi đánh giá là không an toàn. Còn tất nhiên là bây giờ đánh giá thì nó thật sự các bạn là không chuẩn đâu. Đúng không? rất nhiều vấn đề nó tác động và nó chi phối rồi nó không chuẩn ở trong những câu chuyện mà chúng ta à, phân tích về kể cả tôi nói kể cả như thời điểm này mà phân tích về dòng tiền phân tích về kỹ thuật phân tích về tin tức thì đều sai hết đều sai hết nó do tâm lý của chúng ta là nó quyết định hết mọi thứ à, do tâm lý thôi còn nhà đầu tư lớn họ tham gia như thế nào à, họ có còn đang điều tiết chỉ số hay không hay là họ buông rồi để chỉ còn nhỏ lẻ tự oánh với nhau thị trường nó tự vận động theo cái cách của chính nó thôi đó à, thì thì chúng ta cũng cũng phải quan sát câu chuyện này Tất nhiên có vẫn có nhiều mã là tôi thấy dòng tiền lớn vẫn còn đang xoay quanh một vài mã mà có tiền lớn. Còn lại là chỉ là nhỏ lẻ chúng ta xoay với nhau thôi. Xoay với nhau trong câu chuyện là không biết làm gì, đúng không? Chưa biết khi nào hết giãn cách. Thậm chí nếu tiền lớn họ vào thì họ cần những cái thông tin, cần những cái quyết định rõ ràng. Đúng không ạ? Thế chúng ta cũng cứ lớp la lớp lửng câu chuyện là có mở cửa trở lại hay không mà mở cửa trở lại tôi nói nói ngày mai mở cửa đi chẳng hạn nay 14 là ngày 15 là cái hạn cuối đúng không? Một một số địa phương là giãn cách thế thì nếu tiếp tục mà 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 giãn cách tiếp đến hết tháng chẳng hạn thì cũng không sao người ta vẫn biết là cái lộ trình như vậy người ta vẫn đề phòng nhưng mà tôi nói với mình, thông báo là hết giãn cách nhưng mà đâu phải nói hôm nay cái ngày mai chúng ta khôi phục lại liền đúng không ạ Đó rồi địa phương này hết thì địa phương khác có 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 gỡ bỏ giãn cách hay không nó cần một cái sự gọi là gì đồng bộ và thống nhất giữa các địa phương với nhau giống như câu chuyện bảo xe tải đi ở tỉnh này được mà sang tỉnh khác bị chặn lại đúng không ạ rồi nhiều khi bảo cho shipper hoạt động đi ở quận này đi ở huyện này sang huyện khác không được thế thì hoạt động như khác nào nội bộ rồi mỗi nơi là một thành trì rồi còn đâu nó vẫn như vậy chưa có gì thay đổi cho nên là chúng ta phải phải lưu tâm những vấn đề này đúng không ạ và kể cả nói bây giờ toàn quốc đi gỡ bỏ giãn cách ra chấp nhận sống chung hay là gì đó đại loại thế thì chúng ta phải thống nhất hết tất cả các tỉnh phải như nhau chứ cũng không phải là tỉnh nào rồi bảo vệ theo tỉnh đấy đó rồi mỗi tỉnh là một cái kế sách khác nhau để để đối phó nữa thì nó cũng nó cũng khác thì các bạn tính toán cái câu chuyện đó rồi rồi doanh nghiệp họ ít nhất họ cần phải gì một tháng để họ khôi phục lại chứ đúng không ạ một tháng thì tôi đánh giá góc độ một tháng là cũng hơi chậm đấy để cái nhịp sống nó bình thường trở lại chắc phải cần khoảng 3 tháng đó, 3 tháng giờ hết năm rồi còn gì nữa nếu bây giờ cho 3 tháng đúng không ạ thì thì các bạn phân tích thêm cái yếu tố đó nữa nó còn câu chuyện bao hiện tại chúng ta tiêm được hơn 30 triệu liều rồi đúng không ạ? nếu tính là dân số mà trong độ tuổi lao động thì chắc được khoảng nửa đó được nửa rồi là cũng cũng tạm ổn rồi đúng không ạ? Tốc độ như vậy là cũng nhanh rồi chúng ta tiếp tục ngoại giao và tiếp tục là, là tìm kiếm thêm vaccine từ đến cuối năm rồi xem như thế nào có thể là đến 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 đầu năm đầu năm sau chẳng hạn đấy từ nó khoảng 3 tháng nữa đầu năm sau thì mọi thứ nó khôi phục lại thì có lẽ là ổn hơn. Đương thì các bạn theo dõi thêm các cái diễn biến như vậy. À, các thị trường xung quanh của chúng ta thì à, cái diễn biến giao dịch của nó nếu nếu xét về các thị trường thì nó lại đang tương đối là tích cực sáng sớm thì hôm nay mình đang trong nhóm là mình bảo thị trường thế giới nó vận động cũng khá là tích cực nhưng mà chúng ta cũng không cần phải là gì thị trường trong nước của chúng ta nó khác hoàn toàn chúng ta không cần phải FOMO chúng ta không cần phải gọi là lao theo bảo thế hôm qua Dow Jones đây tối hôm qua Dow Jones tăng gần một phần trăm không phải bảy phần có nhiều lúc tăng hơn 300 điểm đúng không ạ là khoảng một phần trăm mình bảo mọi người không không cần phải FOMO quá là chúng ta lại phóng theo thị trường đúng không trong những nhịp như thế này khá là rủi ro cả ngày hôm nay thì Dow Jones tương lai cũng xanh nhưng mà bây giờ thì bây giờ là 7 giờ rồi sắp tới giờ giao dịch của nó là nó lại đỏ lại rồi Nasdaq cũng đỏ luôn S&P 500 đỏ luôn hôm nay chứng khoán Nhật thì vẫn tăng châu Á thì bắt đầu lại có dấu hiệu lệch pha rồi đúng không ạ Nhật thì vẫn tăng này Trung Quốc giảm tới 1,42 phần trăm Hồng Kông giảm 1,21 phần trăm Hàn Quốc tăng Đấy. như vậy chúng ta thấy là Hồng Kông và Trung Quốc thì giảm Nhật Hàn tăng cũng có sự khác nhau đúng không cũng có sự đối lập giữa các thị trường châu âu hiện tại đang giao dịch cũng đỏ ha? anh đỏ nhẹ này pháp đức nói chung là diễn biến cũng cũng khá là xấu nếu đến thời điểm hiện tại thì diễn biến khá xấu cho các thị trường Đấy thì thị trường ta nằm nằm trong một cái mức điều chỉnh như vậy là cũng nếu các bạn lát nữa bạn vào đồ thị kỹ thuật thì thấy đến nỗi chưa chưa quá xấu tôi là sự là nếu nói về xấu là chưa xấu đúng không ạ xấu thì nó sẽ phải diễn biến theo kiểu khác lát để chúng ta sẽ nhìn nhận Uh, đối với nhà đầu tư nước ngoài thì hôm nay vẫn tiếp tục bán ròng ha. Đây chúng ta thống kê xem. Nhà đầu tư uh, dòng tiền lớn của khối ngoại thì hôm nay bán ròng tới hơn hơn 750 tỷ. Bán mạnh thế. Bán khá nhiều ha, bán mạnh nhất là Hòa Phát này gần 200 tỷ Hòa Phát này. 180 tỷ Vietcom, Masan, STB, Vinhome, Novaland thì thì như vậy là chúng ta nhận VPBank, SSI, VRE, CTG, HD Bank, P&G 2, 4, 6, 8, 10 12 mã mà bán mạnh nhất Mà tôi vừa đọc cho các bạn Thì nó nằm trong rổ viên 30 Đây, Sức ép cực lớn Đúng không ạ? Ở chiều mua vào thì chỉ có mua VIX SAB Khang Điền Là trong nhóm viên 30 à, có Vinamilk nữa Vậy thôi, còn lại là mua những cái mã khác nhỏ hơn à, Tự chung lại là vẫn đang bán rộng Trong khi tổng giá trị giao dịch của nó là khoảng tới 3.600 tỷ 3.600, 3.700 tỷ vẫn bán à, vẫn bán quyết liệt đấy. Trong tuần này là các cái quỹ các quỹ ETF nó sẽ tiến hành nó review danh mục, nó sẽ cơ cấu lại danh mục. Cho nên khả năng đến cuối tuần thì sẽ có những cái nhịp mua vào và bán ra cũng tương đối Khối tự doanh thì hôm nay mua ròng nhẹ hơn 129 tỷ. Phiên hôm qua khối tự doanh cũng mua ròng khoảng hơn 120 tỷ. Cũng vẫn bán Vinhom này. Mua ròng. Đây các bạn để ý mấy mã mua ròng này gần như là mua đối ứng với cái đà bán của khối ngoại nhé. mấy cái mã mua ròng của nó này Đó. nãy mấy bạn tôi đọc thế thì như vậy là chúng ta thấy câu chuyện là dòng tiền lớn trong thị trường nó vẫn đang có những cái sự đối ứng nhất định chủ yếu là vẫn là nhà đầu tư cá nhân đúng không ạ nhà đầu tư cá nhân và phiên ngày thứ tư thứ năm nay thứ ba là thứ tư thứ năm hai phiên nữa là sẽ đáo hạn đúng không phiên cuối tuần thì các cái quỹ họ sẽ họ sẽ cơ cấu danh mục thì chúng ta chú ý là sẽ có thêm một số mã được mua vào đây Thái Hậu Đinh được mua vào đâu đó khoảng à, 2 triệu rưỡi cổ SAB đây. SAB được mua khoảng 1 triệu cổ các bạn để ý thống kê giao dịch của SAB hai phiên ngày hôm qua và hôm nay là bắt đầu tôi thấy nó có dấu hiệu mua vào rồi nhá hôm qua mua hình như 300.000 hôm nay cũng có mua chúng ta mở bảng giá lên xem SAB hôm nay mua 300 mấy hôm qua hay hôm qua mua tới 500 hơn 500 gì đó cũng có bắt đầu có dấu hiệu mua vào rồi hóa chất Đức Giang này cũng mua vào 1 triệu cổ Kinh Đô mua vào 2 triệu DIG 3 triệu 2 đúng không VND Đấy, VND là cũng cũng mua rồi. Các bạn để ý VND hôm qua và hôm nay cũng thấy mua khá nhiều Nó nó là cơ cấu trong tuần này nha, không nhất thiết là một ngày nào, hạn chót là thứ sáu thôi. Đó. Đạm Phú Mỹ cũng mua này, PVS cũng mua hôm qua cũng mua nhiều, hôm, hôm nay cũng thấy mua nhiều rất mạnh PVS này. PVS là chốt phương án chi cổ tức như 1.000 vậy. 10% nữa SHS mấy hôm, hôm nay cũng thấy mua này. Đó thì như vậy là những cái dấu hiệu mấy phiên ngày hôm nay nó mua là nó rải ra nó đã mua rồi đó bạn bạn để ý thì các bạn để ý những cái mã mà nó bôi màu vàng này, này là các bạn nhìn từ ngày hôm qua và ngày hôm nay là thấy bắt đầu mua rồi có thể nó mua rải rải dần 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 từ giờ đến cuối tuần còn ba phiên nữa là nó sẽ gom đủ đấy. PVS hôm qua thấy mua hôm nay thấy mua này đó thì như vậy là chúng ta theo dõi cái câu chuyện là các cái quỹ nó sẽ nó sẽ mua vào những mã đó và ngược lại là sẽ có những cái mã nó bán ra đúng không ạ liên quan đến câu chuyện thị trường à, Tiếp đến là chúng ta nhìn thấy toàn thị trường hôm nay nó có tới cái số mã giảm đối với hồ xe số mã giảm là cũng khoảng gấp rưỡi so với lại cái số mã tăng đúng không? đó đối với sàn Hà Nội thì cái số mã tăng nhiều hơn mặc dù điểm số thì giảm đúng không? Đó. điểm số đỏ nhưng mà mã tăng nhiều hơn sàn Upcom cũng vậy mã tăng nhiều hơn nhưng mà điểm số giảm nhưng mà chúng ta nhìn kỹ này. ta nhìn kỹ là trong ví dụ sàn Upcom này, 196 mã tăng là có 40 mã tăng trần đúng không? HNX là 150 mã tăng nhưng mà có 52 mã tăng trần Như vậy là tới 1 phần 3 cổ phiếu của HNX trong nhóm tăng là tăng trần à, Sàn Hosea 168 mã tăng Thì như vậy là 1 phần 4 đúng không? 1 phần 4 số cổ phiếu tăng là tăng trần Thế tổng ra là khoảng 136 mã, 134 mã gì đó 136 mã tăng trần Khá nhiều ha đấy Thì như vậy là với cái diễn biến của thị trường như vậy Thì dòng tiền nó đang tập trung vào những nhóm cổ phiếu nhỏ hơn đúng không ạ? những nhóm cổ phiếu nhỏ hơn đây đối với đồ thị kỹ thuật chúng ta đi vào đồ thị kỹ thuật đi. các thị trường xung quanh chúng ta phân tích ngắn thôi chúng ta có hai phiên liên tiếp ba phiên liên tiếp mà thị trường đỏ điểm và gì đều có những lúc kéo lên khá tốt rồi sau đó lại giảm xuống và đóng cửa thì không phải là thấp nhất phiên nhưng mà nó đã giảm tuy nhiên chúng ta nhìn kỹ thì thấy nó vẫn chưa chưa gãy cái đường ba hai mươi đúng không ạ đó và thậm chí tôi bảo phía dưới này nó vẫn còn một cái khoảng khoảng gáp hỗ trợ này nó đồng thời nó là cái 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 chen tăng của cái nhịp này, cái chen hồi phục của cái nhịp này. Đó còn đâu đó nếu ở đây chẳng hạn, ví dụ như ngày mai hoặc là tới phiên đáo hạn phái sinh đâu đó nó về quanh 1310 chẳng hạn đi. Bây giờ 1339, 1340 đi. Hai phiên nữa mà đáo hạn xong giảm về 1310 thì rõ ràng là chúng ta nhìn về kỹ thuật thì nó vẫn còn có một cái vùng hỗ trợ ở đây. Nhưng mà nhìn sâu hơn thì chúng ta lại nhìn thấy là nó có tới ba cái đỉnh, ba cái đỉnh thoải thoải xuống. Đúng không ạ? thế vô hình dung nó cũng tạo lên những áp lực rất lớn cho thị trường đúng không ạ nhìn thêm vào nữa thì chúng ta nhìn thấy những cây cái cây, cây nến hồi phục như thế này đúng thanh khoản khá yếu nhưng mà những cái cây nến giảm như phiên ngày hôm qua phiên ngày hôm nay thì cái vô lại lớn vượt vượt hoặc là bằng trung bình 20 phiên thì chúng ta quan sát tiếp quan sát tiếp ở cái câu chuyện là cái này tất nhiên là nó xét về cái khối lượng giao dịch thôi nha các bạn này sẽ là khối lượng giao dịch chứ nó không tính về giá trị giao dịch khối lượng giao dịch do, dòng, dòng tiền mà nó tập trung vào nhóm 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 cổ phiếu nhỏ nhiều quá thì nó tính đến cái cái cái, cái tổng lượng khối khối lượng cổ phiếu giao dịch ấy, nó nhiều thì nó đẩy cái cột này lên à, nhưng mà xét về giá trị giao dịch thì chúng ta thấy giá trị nó không có biến động nhiều tất nhiên là giá trị giao dịch thậm chí còn thấp hơn ấy. đúng không ạ giá trị giao dịch cả ba sàn 22.000 tỷ thế là thấp hơn đúng không thấp hơn những cái nhịp nhịp mà mà nếu chúng ta thấy nó đánh vào những cổ phiếu trụ mặc dù vốn thấp như này mà cái giá trị giao dịch nó đôi khi nó tới 25.000 tỷ mà cái cây này vôn thì lớn nhưng mà giá trị ở đây thì thấp hơn tức là khối lượng của nó nhiều do tiền nó tập trung vào nhóm nhóm mít nhiều nhóm uh, nhóm cổ phiếu penny nhiều đúng không? nó kéo khối lượng lên thôi đó thì chúng ta phải quan sát cái câu chuyện nó chứ đừng có thấy mà cái, cái vôn của cây này lớn quá thì dẫn đến là là cái áp lực bán ra đúng không? ạ, ngoài ra thì một số các cổ phiếu nó vẫn còn giữ đúng không? nó vẫn giữ thị trường khá tốt shb này, HVN thế giới di động, masan vân vân thế giới di động hôm qua thôi hôm nay thì lại lại gãy rồi thậm chí như phiên ngày hôm nay cuối phiên kéo khá là lộ đúng không? Khá là lộ, kéo khá mạnh là là Vietcombank. Vietcombank đang từ đỏ quạch kéo lên xanh, cuối phiên đóng cửa tăng 0.2 0.2 lai. Like. GVR cũng vậy GVR cũng sập sình sập sình cuối phiên này cũng được giật ngược lên tăng 0.3 like Đấy, nếu mà hai mã đấy mà không tăng nữa thì có thể là cái điểm số nó giảm còn sâu hơn nữa, thậm chí là giảm nằm ngay đâu đó quanh M20 này. Thế thì rõ ràng nếu chúng ta nhìn vào kỹ thuật như thế này, rồi cái áp lực giảm nó vẫn còn bởi vì mà M20 hướng xuống này. Đúng không ạ? 20 chúi xuống mà 50 cũng chúi xuống. Thì cái cái yếu tố mà khả dĩ nhất thì tôi tôi nhận định giống như cái clip chủ nhật tôi nhận định tuần thì tôi cũng nói là tôi thiên về cái chiều nó đi về phía dưới này hơn. Có thể là ngày mai cũng điều chỉnh có thể vẫn giữ được ở trên mốc 20. M20. Đúng không ạ? Nhưng mà đến ngày đáo hạn phái sinh thì cũng chưa biết đạp đi đâu hay là lại đánh lên. Giống như đợt đáo hạn tháng trước chúng ta cũng khá là bất ngờ đúng không ạ? Không không ai hình dung ra câu chuyện được đúng không đáo hạn bất ngờ ai cũng nghĩ giảm đúng không cuối phiên này kéo dựng ngược lên kéo dựng ngược lên là kéo cổ phiếu vick dựng ngược lên vick cho sab kéo đúng không kéo, kéo tăng vick gần tăng trần luôn thế điểm số tăng biết bao nhiêu nói chung tôi đã bảo các bạn rồi từ từ rất lâu rồi là khi cái câu chuyện mà rổ vn 30 mà có sab có gvr đấy, quay trở lại đúng không ạ thì nó đã khác rồi cái những cái phiên đáo hạn vệ sinh nó nó không còn bình lặng nữa đâu không còn bình lặng giống như cái những cái nhịp trước đó, khi mà những cổ phiếu trong vn 30 cái cái thanh khoản nó tương đối cao đó, thì chúng ta thấy là nó cái yếu tố chi phối yếu tố tác động nó cũng không lớn lắm thêm một yếu tố nữa mà chúng ta để ý là cái sự thận trọng của nhà đầu tư nó thể hiện rất rõ là cái đối với hợp đồng phái sinh đúng không ạ mặc dù là ai cũng nghĩ là là phái sinh nhịp này xấu nhịp này giảm đúng không ạ nhưng mà chúng ta nhìn vào cái khối lượng giao dịch của phái sinh thôi khối lượng giao dịch của phái sinh nó nó sụt giảm rất mạnh các bạn. Này. Thế thì nhiều bạn cũng cũng nói rằng gì khi mà cái khối lượng phái sinh sụt giảm thì nó thể hiện cho là cái sự thận trọng của nhà đầu tư. Tức là gì? Tức là nếu khi thị trường đang điều chỉnh như thế này, đúng không ạ? Nếu ai cũng nghĩ là thị trường nó sẽ giảm thế thì người ta phải vào người ta bán mạnh chứ. Và tại sao đây bán yếu thế? Đúng không ạ? Rất là thanh khoản nó yếu thế thì người ta cũng có nhiều bạn thì bắt đầu so sánh nói là nó cũng giống như cái nhịp đây đúng không ạ giống nhịp đây thị trường điều chỉnh là cái cái thanh khoản đây này nó thị trường đi ngang như thế này thôi mà cái vôn của phái sinh nó kiệt như thế này nó làm sâu như thế này thì sau đó nó lên tiếp đúng không ạ đây là chúng ta thấy thị trường nó gần gần như đi ngang giống nhịp này chúng ta cũng coi như là đi ngang này thoải thoải lên như thế này đối với chỉ số phái sinh nha đúng không ạ đó là tất cả các nhịp trước các bạn cứ bảo là đến khi mà phái sinh mà nó đây cũng vậy này, có một nhịp thoải thoải đi ngang đúng không ạ À, chúng ta nhìn kỹ cái nhịp này nó mà gì cái thanh khoản nó lại kiệt xuống đúng không ạ thậm chí nó kiệt xuống mãi tận dưới đây luôn này là thanh khoản nó vẫn kiệt nhưng mà từ từ nó lại đi lên đó cả cái, cái nhịp này cũng lại gần như là đi ngang đúng không đi ngang về mặt điểm số nó nhưng mà cái cái thanh khoản của nó thì sụt giảm rất mạnh đó, thì cái nhịp này chúng ta cũng đang thấy có dấu hiệu như vậy có dấu hiệu từ cái từ cái vùng đây điểm số đây chúng ta thấy là điểm số thì cũng vẫn đang đi lên lên kiểu dạng thoải thoải thôi chứ cũng không có giảm nhiều tức là cái biên rất là ngắn đúng không ạ nhiều bạn nói đánh phái sinh thì đánh biên ngắn quá khó đánh nó cũng là một ý đúng không ạ tức là gì người ta không giao dịch bởi vì cái biến biến trong phiên này chúng ta nhìn những cái tiên nến thà cái những cái nến dài thường thượt như thế này này à, các bạn đánh thì nó còn dễ đúng không lòng sọc thì nó cũng dễ hết điểm ăn nó nhiều cái biên nó lớn nó dễ đánh đúng không chặn lỗ nó dễ nó còn những cái cây nến mà nó ngắn như thế này thì chúng ta rất là rõ rõ ràng là khó đánh là một chuyện đúng không ạ nhưng mà người ta cũng bảo là cái sự thận trọng nó đang leo thang đúng không thận trọng đi ngang bởi vì cái lến nó lưỡng lự đúng không lến lưỡng lự không không tăng không giảm hoặc là giảm cũng rất yếu mà đôi khi nó nhật ngược bất kỳ lúc nào không 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 biết đường nào mà lần nên người ta cũng không dám giao dịch nhiều ở cái, cái, những cái đoạn như thế này đó thì cái cái khối lượng nó cũng kiệt xuống như thế này thì nhiều bạn bảo nó nó kiệt như thế này để nó tích lũy rồi nó lại đi lên thì khi nào mà có những cây mà cái, cái khối lượng nó bùng lên á giống như nhịp đây này nó hoặc là những nhịp bùng bùng vôn nó bùng lên như thế này là bắt đầu nó chạy tiếp đấy thì cũng cũng không 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 hiểu là như thế nào đúng không? tôi nói nhịp này là phân tích tôi bảo rồi vùng này là phân tích kể cả kỹ thuật kể cả kiểu gì cũng cũng khó hết cho nên rất khó đoán nhưng mà tôi lưu ý thêm cái này thôi bạn nào chuyên đánh phái sinh thì để ý là cái nhịp này cái vôn của phái sinh rất là thấp ha chú ý là như vậy về mặt điểm thì lên mà lên thoải thoải lên chậm nhưng mà thanh khoản thì xuống rất là thấp Đó, thì đấy là cái đấy là cái ý mà các bạn cũng cần phải chú ý ngoài ra thì cái thanh khoản của nhóm vn30 nó cũng đang khá là thấp thấp hơn nhóm chỉ số vn index rất là nhiều. Tất nhiên là vn30 thì cái cái mã trụ lớn nó nằm hết trong này. Nó và vn30 thì diễn tiến diễn biến là nó xấu hơn so với vn index. đúng không? Nãy chúng ta nhìn là vn index nó còn nằm trên ma20, trên ma50 luôn. Tức là được hỗ trợ bởi hai đường đó. Nhưng riêng vn30 thì chúng ta lại thấy là nằm dưới cả hai đường luôn và sức ép ở hai đường này đang rất lớn. thì rõ ràng là gì? rõ ràng là cổ phiếu trụ đang đang gặp vấn đề đúng không đang gặp vấn đề và để cái hồi phục để tăng trở lại cũng khá khó giống như hôm chủ nhật tôi nói rồi thị trường lúc này nếu muốn tăng đánh break khỏi chen đánh vượt lên trở lại thì thanh khoản phải cực lớn tức là khoảng trên 30 thậm chí 35 000 tỷ thì mới đánh đi được tôi nói kể cả đây này. mặc dù cái chen giảm nó ngay đây thôi đúng không đỉnh 1, đỉnh hai cái này nếu không là mà tụt tựa là đây là tạo thành một cái đỉnh số 3 đúng không mà đỉnh đi xuống đi xuống là nguy lắm mà gãy luôn cái chen này nữa là nguy lắm này thì rõ ràng là lúc này nếu muốn đánh break đi thì vô phải thật thật lớn vô lớn nhưng mà phải giá trị giao dịch phải lớn nha chứ còn tạo những cây dài tiền thuật như thế này mà toàn kéo penny không kéo kéo cổ phiếu lởm không thì cũng chịu không tăng được đâu đó nhưng mà các bạn nhìn kỹ ngược lại nhóm viên 30 đang yếu như vậy đang xấu như vậy mà nhóm nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng gây áp lực như vậy thì theo tôi nghĩ khá là khó cho nên cái cửa mà nó giảm xuống thì tôi nghĩ là nó nó thuận tiện hơn và nó, nó nhiều hơn và nó dễ giảm hơn còn cái việc mà nó giảm nhanh hay giảm chậm nó cứ đi từ 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 như thế này đúng không cái người mà cầm tiền ở ngoài cũng sốt ruột thì cái ông cầm cổ cũng không biết là nó đánh lên hay đánh xuống thì cũng nóng nga nóng ngóng cắt thì cũng dở mà mua vào thì cũng dở mà giữ thì càng dở hơn khó nghĩ đúng không làm cho chúng ta rất khó nghĩ trong dịp này thì cái ông cầm tiền ở ngoài cũng vậy sốt ruột bảo xong chờ nó giảm về ngàn ba ngàn hai mà mãi không thấy giảm thế là chờ lâu quá đúng không chờ hai tuần là lâu quá sốt ruột thế có khi nhảy vào lại đúng lúc đấy là bắt đầu nó mới rơi nên chúng ta đọc câu chuyện mà, mà bẫy một đàn gà đúng không bẫy gà tây là, là, là rải thóc vô xong rồi lấy một cái lồng mở lên cắm cái que vào đấy giữ cái lồng lại thế chúng ta cứ chờ những con gà đi vô đi vô đúng không ạ có nhiều con đi vô ăn no xong rồi đi ra đi ra xong rồi đói lại đi vào nhưng có nhiều con đứng nhìn mấy con cứ đi ra đi vô đi vào thấy điên máu bảo cho thằng này nó vô nó ăn ra ăn vô ăn, vô, ăn vô, nó ra nó hoài nó cứ đi ra đi vô được không vấn đề gì chắc không phải bẫy đâu thế là đến lúc mình đi vô thì lại đúng lúc nó sập xuống chả biết đường nào mà lần khá khó nha khi nào cảm thấy không an toàn thì tốt nhất đừng, đừng thử đúng không đừng thử đó. còn các bạn bỏ lướt lát các bạn nhảy vô vài ba chục triệu vài ba trăm gì đó các bạn vô bạn đánh thử đánh chơi chọn mấy con penny đánh tào lao thì thôi mấy con đấy khỏi phân tích khỏi nghiên cứu làm gì cho nó khổ đã xác định như vậy rồi thì khỏi cần phải phân tích khỏi phải suy nghĩ luôn đúng không ạ còn cá nhân tôi đánh giá là nó vẫn chưa ổn chút xíu nào nó vẫn thiên về cái cửa đi xuống hơn ít nhất là tới đây À, còn diễn biến mà xấu thậm chí là cái tin xấu nhất của thị trường hay nói đúng hơn là tin tốt nhất cũng chưa ra tin xấu nhất của thị trường chưa ra nhưng tin tốt nhất cũng chẳng thấy đâu đó thì chúng ta chờ tiếp chờ tiếp xem cái tin xấu nhất là tin gì đúng không? hoặc là tin tích cực nhất ra thì lúc đấy thị trường nó sẽ khác còn tin tích cực nhất bây giờ chưa ra tin xấu nhất thì chắc giờ chẳng còn cái gì là xấu nữa rồi đúng không còn gì tin gì xấu hơn những cái tin mà chúng ta đang thấy từ trước đến giờ đối với thị trường mà chắc chắn sẽ có đấy các bạn chờ đi À, mà khi tin xấu nhất ra nó cũng là một câu chuyện để chúng ta phải quan sát và thậm chí tin tốt nhất ra cũng cần phải quan sát. À, thì các bạn theo dõi thêm các cái diễn biến. Tôi đánh giá là tuần đáo hạn này nó cũng khá nhiều các cái sự kiện phức tạp. À, các bạn nên thận trọng thôi. Còn ai mà lướt lát thì đó thì không bàn, không nói. Đúng không? Còn dài hạn thì có lẽ là chúng ta cũng nên chờ tiếp, nên quan sát tiếp. Chờ đánh vết chúng ta còn nguyên một cái vùng cản phía trên này này. Nó lớn, lắm. ngoài cái trên này ra nó còn một cái vùng cản rất lớn phía trên này mà chỉ cần rất nhiều tiền mới đẩy đi được thậm chí nhiều lắm đúng không ạ mà bây giờ đang căng margin thậm chí này dịch giả kéo dài như thế này làm gì còn tiền nữa mà đánh margin thì căng rồi lực đâu nữa mà đi đó, chúng ta cứ tư duy như vậy cho nó nhẹ còn các bạn cứ chờ một phiên nào đó vô cứ khoảng hai ba phiên liên tiếp mà vô ba ba mươi năm ba mươi năm ba mươi bốn chục nghìn tỷ rồi tôi nói cái mốc này không là nghĩa địa gì hết đánh ẻo phát hai cây là bứt khỏi cái khúc này liền nếu bây giờ cứ cho một phiên 40.000 tỷ vô đẩy thì coi đúng không ạ? Thì từ đây này, một ngàn đây mốc này bao nhiêu? 1380. Đây 1340, 40 điểm đi hai phiên mỗi phiên 20 điểm chuyện nhỏ luôn. Đúng không? 40 điểm hai phiên. Đó, mỗi phiên 40.000 tỷ đập vô kéo lên và vèo liền. Thế còn nếu không thì thôi. À, chờ tiếp thì các bạn chờ tiếp giảm tiếp nữa về những cái vùng chiết khấu tốt hơn thì may ra người ta dòng tiền nó mới quay trở lại hoặc là những cái kịch bản về thị trường về tin tức mọi thứ nó ổn định hơn đúng không mọi thứ nó rõ ràng hơn thì nó sẽ dễ hơn còn bây giờ cứ tranh tối tranh sáng như thế này dịch giá cũng chưa rõ ràng như thế nào đó là giãn cách rồi khôi phục kinh tế như thế nào cũng chưa có đầy đủ chưa có chắc chắn cho nên người ta cũng không dám nhảy vào đâu đó, rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo